Sắp tới đây, Bến Tre sẽ nhận đăng ký tiêm vaccine online từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021. Và sau đây là những thông tin cần biết trước khi đi tiêm chủng vaccine COVID-19. Đầu tiên là bạn nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế để xác thực thông tin cá nhân, sổ khám bệnh, giấy ra viện, đơn thuốc, phiếu tiêm các loại vaccine khác trong thời gian gần đây nếu có. Thứ hai là nhớ tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh để khai báo yêu cầu thông tin. Nhớ là phải đeo khẩu trang, thực hiện thông điệp 5K khi đi tiêm chủng, không để bị bụng đói trước khi đi tiêm và chủ động thông báo cho Bộ Y tế các thông tin sức khỏe cá nhân thời gian gần đây và hiện tại, bao gồm là tình trạng sức khỏe hiện tại như là đang bị sốt, mắc các bệnh cấp tính, các thuốc, liệu trình đang điều trị hoặc là sử dụng gần đây, tiền sử dị ứng phản vệ với bất kỳ các tác nhân nào. Nếu là tiêm lần thứ hai thì phải thông báo cho cán bộ y tế về phản ứng sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19 lần trước là tình trạng nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc là COVID-19 nếu có. Thì các vaccine tiêm hoặc là uống trong thời gian là 14 ngày qua thì có đang mang thai hoặc là đang cho con bú nếu bạn là nữ trong độ tuổi sinh đẻ hay không. Thì thứ năm là chủ động tìm hiểu và hỏi cán bộ y tế là loại vaccine COVID-19 bạn được tiêm và lịch tiêm mũi tiếp theo. Các dấu hiệu có thể xuất hiện sau khi tiêm chủng và cách xử lý, các cơ sở và y tế hoặc là số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Thì sau khi các bạn tiêm chủng thì thứ nhất là phải theo dõi sức khỏe bản thân sau khi tiêm chủng, là ở lại điểm tiêm chủng 30 phút sau khi tiêm để các cán bộ y tế theo dõi, phát hiện sớm các phản ứng sau khi tiêm. Khi về nhà hoặc là về nơi làm việc là chủ động theo dõi sức khỏe bản thân ít nhất là 7 ngày sau tiêm. Thứ hai, bạn có thể gặp một số dấu hiệu thông thường sau khi tiêm vaccine COVID-19 như sau, là sốt, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ, đau khớp, nhạy cảm, đau, ngứa, sưng, đỏ, đau tại chỗ tiêm, bồn chồn. Đây là những phản ứng thông thường sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Thì để bạn biết cơ thể bạn đang tạo ra miễn dịch phòng COVID-19, thì các phản ứng nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine COVID-19 hiếm gặp là: dấu hiệu nghiêm trọng là xuất hiện trong vài giờ hoặc là ngày đầu sau khi tiêm vaccine COVID-19, bao gồm các dấu hiệu như sau. Thì ở miệng ngứa, sưng môi hoặc là ở lưỡi. Ở da là phát ban, sưng, tím tái. Ở họng là ngứa, căng cứng, tắc nghẽn. Đường tiêu hóa là nôn, tiêu chảy. Cảm giác như là co thắt đường ruột. Là đường hô hấp là thở dốc, thở khò khè, khó thở, cảm giác nghẹt thở, ho. Toàn thân là mạch yếu, chóng mặt, choáng hoặc là say sẩm, cảm giác muốn ngã, tay chân co thắt quắt. Thì dấu hiệu thông thường diễn biến nặng lên là sốt cao từ 39 độ trở lên, sưng hoặc là đỏ lan rộng tại chỗ tim, đau cơ dữ dội, tăng huyết áp hoặc là tụt huyết áp hoặc là huyết áp kép. Sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, nếu bạn gặp phải các dấu hiệu nghiêm trọng hoặc là bất thường nêu trên, hãy đến ngay các cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán xử lý kịp thời. Hãy chung tay để được tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn. Và sau đây là từ thông tin từ Ban Chỉ đạo Chiến dịch Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh Bến Tre thông báo đăng ký tiêm vaccine COVID-19 online. Thì Việt Nam chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đối với số lượng tiêm chủng là hàng triệu mũi, được thực hiện trong thời gian ngắn và tiêm cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên. Thì với mục tiêu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân dân sớm đưa vào cuộc sống trở lại bình thường, nhằm công khai, minh bạch thông tin và tạo điều kiện cho cá nhân, đơn vị, địa phương trong quá trình tiêm chủng phòng vaccine COVID-19, người dân có thể đăng ký tiêm chủng online ở hai cách sau. Thứ nhất, đăng ký tiêm vaccine COVID-19 qua ứng dụng điện thoại đối với hệ điều hành Android là trên CS Play hoặc là App Store. Đối với hệ điều hành iOS, để tải sổ sức khỏe điện tử thì đăng nhập với số điện thoại và đăng ký tiêm vaccine cho mình hoặc là cho người thân. Cách thứ hai, đăng ký tiêm vaccine online vào trang web tiêmchủngcovid19.gov.vn. Người dân phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác hoặc là của thành viên trong gia đình để kê khai đúng đối tượng. Các thông tin sẽ được chuyển đến các điểm tiêm chủng mà người dân đã đăng ký. Sau đó các điểm tiêm chủng sẽ sàng lọc, đánh giá tính chính xác của thông tin để lên danh sách. Khi có vaccine sẽ nhắn tin cho người dân hẹn giờ, địa điểm đến khám sàng lọc và thông báo lịch tiêm cụ thể qua số điện thoại đăng ký. Thì thời gian đăng ký của ở tại Bến Tre là từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021. Việc đăng ký tiêm qua mạng là hình thức giúp người dân không phải đến cơ sở tiêm chủng. Các thông tin khai báo được tiếp nhận nhanh nhất, tránh thất lạc, trùng lắp thông tin
Vì sức khỏe toàn dân, gia đình và cộng đồng mọi người dân từ 18 tuổi trở lên, hãy tham gia đăng ký tiêm vaccine COVID-19. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tải và đăng ký tiêm vaccine qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Thì cách hướng dẫn đăng ký tiêm vaccine qua sổ sức khỏe điện tử là khi bắt các bạn trên hệ điều hành Android hoặc là iOS, hãy tìm ngay đến ứng dụng là sổ sức khỏe điện tử. Các bạn có thể cài đặt trên hai hệ điều hành bằng cách tải về. Sau đó là bước tiếp theo là người dân cần làm là tiến hành đăng ký tài khoản trên app sổ sức khỏe điện tử, nhập họ và tên, số điện thoại và mật khẩu của bạn. Khi đăng ký tài khoản, các thông tin cá nhân là cần phải đúng với thông tin của mình. Là hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn mã OTP cho người dân. Người dùng điện thoại thì cầm lấy mã OTP gồm 6 chữ số mà trong tin nhắn và nhập vào các ô trên ứng dụng. Lúc này việc thiết lập tài khoản đã xong, người dùng có thể sử dụng sổ sức khỏe điện tử mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của mình. Giao diện chính của ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng này sẽ cung cấp nhiều chức năng khác nhau đến quá trình tiêm vaccine COVID-19. Tuy vậy, trước tiên người dùng cần phải chọn là đăng ký tiêm chủng để tiến hành đăng ký. Ứng dụng sau đó sẽ yêu cầu mọi người nhập thông tin cơ bản như họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, sổ thẻ bảo hiểm y tế và các thông tin khác như là nghề nghiệp, đối tượng ưu tiên nếu có. Bước tiếp theo là người dùng cần khai báo tiền sử tiêm chủng để cơ quan quản lý có thể sàng lọc và lựa chọn ra những người đủ điều kiện. Các thông tin khai báo tiền sử như là sốc phản vệ, tiền sử nhiễm COVID-19, tiền sử tiêm vaccine và tiền sử bệnh nền và các loại thuốc đang sử dụng. Sau khi trải qua khâu khai báo sàng lọc, ứng dụng sẽ hiển thị các thông tin cho người dùng cần lưu ý và tiến hành tiêm vaccine COVID-19. Để đăng ký tiêm chủng, người dùng chỉ còn chọn vào ô đăng ký, sau đó là bấm nút xác nhận. Đến đây, việc đăng ký tiêm chủng COVID-19 đã hoàn thành. Bộ Y tế sẽ tiến hành thu thập thông tin, tổng hợp thông tin, sau đó là thông báo lại người dân qua số điện thoại và đã đăng ký kế hoạch tiêm chủng. Thì mình cũng xin kết thúc nhanh video tại đây. Cảm thấy video này hữu ích đó, thì hãy truyền đến cho người thân và bạn bè để họ đăng ký tiêm chủng qua sổ sức khỏe điện tử nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người.